Xin chào mọi người nha, hôm nay mình đi khu du lịch Đại Nam. Đây là cái cổng trường đua xe nè. À, về bên này, về bên này, gửi xe máy bên này. Mình giờ mình đi gửi xe thôi. À, đi vào gửi xe nè. Lấy xe em ơi. Phải xe rộng quá. Mà mát nữa, có lưới lan nè. Nó che nên rất là mát. Rồi hôm nay là vừa khách đến du lịch Đại Nam rất là đông luôn, chắc phải mấy ngàn người. Những cái bãi xe này chắc phải mấy ngàn người rồi. Đông chứ. Rồi đậu đây luôn. Tớp luôn. Mình đi vô thăm chú Dũng đi. Và đây là trước khi mình gửi xe xong á, là mình sẽ có đi mua nón nè. À, chuẩn bị nón để mà đi cho nó đỡ nắng á. Đó. Thì đây là gia đình của mình nè. Hôm nay đi Đại Nam nha. Rồi mua nón đi, Vũ đi, mua nón đi Vũ ơi. Đây là bãi xe, khu vực bãi xe đây. Mẹ chung có mua nón không? Hay mua nón đi chứ. Hôm nay thì bây giờ gia đình mình đang mua nón nha. Đợi mua nón xong là mình sẽ đi vào bên trong. Hôm nay là quay lại Đại Nam thấy nó khác quá, do cái bãi xe nó bị khác rồi. Nón nhiêu tiền cái ạ? À? Nón nhiêu tiền cái? À, mẹ mua nón tay bèo hả? À, mua nón nha, đâu rồi? À, cái này được nè, cái này đi. Cái màu kem đi. Cái này bao nhiêu tiền? Đây đi Đại Nam. Mai đi chơi, đi Sapa chơi giờ hối. À, đây là bà chị mình cũng đang mua nón đây. Đâu rồi, Si đâu rồi ta? Si đâu? Đây là con Si nè, đấy. À, Si tối nay được lên YouTube nha, đó. Đâu rồi, Em My đâu? Em My mua nón chưa? Em My mua nón chưa? Chưa mua nón, sao con không mua nón đi? Không biết rồi. Trời ơi, rồi đi chơi thôi nào. Em đổi cái nón to này, em mua cho con My cái nón có hai cái râu đi. Mua hai cái râu đi. Rồi bây giờ mình đi vào bên trong nha. Không biết có ai giống như gia đình mình không? Gia đình mình đi Đại Nam là gia đình mình mua đồ ăn, đồ uống, đồ mua nón, đủ thứ các kiểu cho luôn trên đời luôn á. À, bây gia đình người ta đi tay không vô và ta chơi thôi. Còn gia đình mình là dạng như là tiết kiệm chi phí mà, thấy không? Đi là mang theo đồ ăn, nước uống rồi vô luôn. Đó. À, hình như là sau khi mà gia đình mua nón xong hết rồi bắt đầu đi nè, đó mình sẽ đi từ ngoài bãi xe vô nha. Mỗi người có một cái nón hết rồi đó. Không biết sao mà đi vô Đại Nam là cứ phải mua nón, cái này không hiểu nữa nha. Không biết sao mà đi vô Đại Nam mà cứ mỗi người một cái nón, cái này là sao nha. Ủa chị Mai sao đi Đại Nam phải mua nón vậy? Đi Đại Nam mà sao phải mua nón hả? Mẹ sao mẹ đi Đại Nam mà mẹ phụ nón mua nón vậy? Dốc lắm cho nên là bố cũng có nón nữa nè. À, chú Dũng hả? Chắc không có tài trợ bóng cây bóng mát hay sao mà phải mua nón. Mấy kìa con đi mấy nữa đi. Về nguyên một gia đình đi ship hết kính đường của người ta luôn rồi đó. Đây là em Si nè. Em Bo đây, đây em Bo đây, Bo đây, đây Bo đội nó nhìn ngầu chứ. Hôm nay không biết là có đông không, nhưng mà chắc là thấy bãi xe thì cũng rất là đông đó, chắc cũng hơn mấy ngàn người đó. Nhưng mà đi vào bên trong thì không biết như thế nào, do hôm nay là ngày mùng 2 cho nên là mùng 2 tháng 5 á. Rồi móc cái nón, đội cái đã. Mình cũng phải đội nó. À, cái xe này là để cho mình thuê mình đi á, cho nó tiện hơn. Thôi đi, đi vô. Rồi đây rồi. Kính chào quý khách này. Welcome to Đại Nam. Này. Chú gạo đọc lại. Welcome to Đại Nam. Đây mình sẽ đi vào bên trong nha. Xe hơi thì nó sẽ đi vào bên trong.
rất là nhiều xe hơi. Hả, sao con? Chưa có vào bên trong đâu, còn xa lắm. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong nha. Cổng thành to quá nha. Đây là cổng thành từ ngoài kia nhìn vào nè. Nó rất là rộng luôn. Đấy. Gia đình mình đi thì đều có nón hết nha. Tất cả những cái anh bảo vệ này điều khiển phương tiện giao thông để làm sao cho không có bị ùn tắc. Và đây là cái bãi anh chị em mà đi xe hơi á, là chúng ta sẽ đi qua cái bãi này để đậu xe hơi. Hả? Mình đi qua đây. À, biển nhân tạo tí nữa vô trong đó mới có. Lên nhanh mọi người ơi. À, đây là xe sẽ phục vụ chở vô miễn phí nha. Rồi lên Suy ơi, lên. Nhanh lên, hết chỗ rồi, nhanh đi. Rồi. Bây giờ mình sẽ leo lên cái xe này và đi miễn phí vô trong Đại Nam nha. À, xe này là chú Dũng tài trợ nè. Đâu rồi, em My đâu? Em My đây, em Simbo đây. Rồi. Rồi xe đã bắt đầu chuyển động. Xe đã lăn bánh chạy tốc độ 30 km/h. Bây giờ là dừng nên là cho đi chơi không thu phí. Không thu phí nha. Rồi bây giờ mình đã vô tới cái thành Đại Nam rồi. Đây cha, đi xuống thôi, vô tới thành Đại Nam rồi. Rồi nhảy xuống thôi. Bây giờ mình sẽ đi tiến vào thẳng vào bên trong kia. Rồi đi vô bên trong kia kìa, đó. Mình sẽ đi vô bên trong kia nha mọi người. Bên kia là điểm đi bộ. Còn bên này là điểm vui chơi. Có mấy đứa nhỏ nó vui nè đó. Nó tới được Đại Nam mà nó vui không? Rồi. Đi đây con, đi trò chơi ha, đi đâu? Đi trò chơi luôn hả? Mấy đứa nhỏ nó thích đi chơi rồi, đi trò chơi rồi, không thích đi bộ rồi. Đi bộ mỏi chân rồi. Đi thích đi trò chơi rồi kìa. Bây giờ mình qua đi bộ trước đi. Đi bộ đi bơi. Rồi mình sẽ đi qua bên chủ khu đi bộ nha. Mình đi qua chỗ khu đi bộ. Hình như là ở đây chỗ nào cũng trồng dừa hết á. Đây là con bánh bèo nhà tôi đây. Để quay con bánh bèo nhà tôi nè. À, đây là con bánh bèo nhà tôi đây. Bánh bèo, hello bánh bèo. Hello C nha, hello bánh bèo. Phố đi bộ. À, đây có những cái ẩm thực, phố ẩm thực nữa kìa đó. Ẩm thực có hải sản cũng nhiều thứ lắm nha. Thằng là 400 mấy nè, 480, 400 mấy. Rồi phố đi bộ đẹp ha. À đây là phố đi bộ. Bên đây là khu ẩm thực của Đại Nam. À, đây chỗ này là có demo những cái nè, đua ngựa trường Đại Nam, rồi biển nhân tạo nè, rồi rừng cây cá cảnh này, chim thú nè, Long Thần Đại Mê Cung, trò chơi hành trình mạo hiểm trên cao, cái khu trò chơi bắn súng nè. Còn bên này là cái khu trò chơi đu quay, rồi tàu lượn siêu tốc. Bên khu chỗ này là cái khu trượt máng nước.
mà hôm nay là do là ngày lễ mà chắc là do chị Hằng bị bắt rồi cho nên là không có tất cả các trò chơi ở đây đều không có hoạt động, đóng cửa hết rồi. Do là hôm nay là Đại Nam là xả cửa tự do cho tất cả khách đến tham quan và chụp hình lưu niệm là chơi bời thôi, chứ không có tất cả các trò chơi đều không có phục vụ. Thậm chí là ngày hôm nay là những cái nhân viên mà làm những nhân viên mà những giống như là buôn bán nè, hay những nhân viên mà chơi trò chơi đồ á cũng đóng cửa rồi. Còn cái này là trò chơi mà giống như trò chơi mà là trong rừng mà trò chơi kiểu như là chơi mạo hiểm leo dây á đó. Đây là những cái trò chơi mà hôm nay có những trò chơi này vẫn còn nè. Đây trò chơi leo dây nè mọi người, đây là cái anh này anh đang làm trò chơi leo dây nè đó. Đây là phòng trẻ em, là phòng người lớn. Hôm nay là không có mở cửa nhiều anh ha. Anh thấy em đi ngang nhiều trò chơi không có mở cửa nhiều á. Đây là những cái trò chơi leo dây nè mọi người, đây. Hôm nay là cũng ít có khách vừa tới chơi nữa. Thôi mình sẽ đi ra, bởi vì hôm nay không có tàu lượn siêu tốc cũng đóng cửa rồi. Giờ chỉ còn mỗi khu vực là biển nhân tạo Đại Nam nè, hành trình mạo hiểm trên cao đây. Muốn đi qua bên chỗ khu vườn sở thú là chúng ta phải đi cái bến xe trung chuyển. Thì từ đây mà qua bên chỗ cái cổng vô tới chỗ vườn sở thú là 200m, nên là rất là xa, nên là bắt buộc phải đi xe trung chuyển qua thì mới tới được. Bây giờ mình sẽ đi xe trung chuyển qua nha. Bên này là cái phố đi bộ đó, nãy mình đi rồi đó. Bây giờ mình sẽ đi qua xe trung chuyển ha, đi qua khu vực vườn sở thú cho mấy đứa nhỏ nó chơi. Đây, cái xe này nó luôn luôn phục vụ 24/24 miễn phí nè, không có tốn tiền nha. Trời ơi, gia đình của mình lên hết rồi kìa. Giờ chúng ta leo lên xe lửa để xe nó di chuyển qua tới khu vực vườn sở thú và biển nhân tạo. Đây, tiếp tục leo lên xe đi lần hai. Bên kia là những cái khu công trình đang được thi công. Đây là cái khu vực giáp ranh với khu lịch Đại Nam. Bên kia là xí nghiệp. Vậy là mình sẽ đi vườn thú nha, mình không có đi tắm biển. Tiếp tục leo lên xe và di chuyển đi đường vườn thú. Đây là mọi người phía sau xe đó. Bây giờ là Bảo Phát sẽ đi mua vé nha. Mua vé để đi vào tham quan khu vườn thú Đại Nam. Ở trên cái TV này thì nó có chiếu những cái hình ảnh của những con thú trong Đại Nam nè. Thì giá vé thì ở đây thì là người lớn là 150.000 một vé. Trẻ em là từ 1m đến 1m4 đó là 80.000. Thì bây giờ mình sẽ đi mua vé nha. Tiến vào bên trong mua vé rồi để đi vào bên trong. Mình tổng cộng tất cả đi là gần 12 vé. Đó, bây giờ đại diện cho một người để vô mua vé nha. Mua mấy vé ta chị Mai nha? Bây giờ mình đi mua vé xong rồi mình đi vào bên trong được nha. Mua vé người lớn là 150.000. Đang chờ đợi, trong quá trình chờ đợi mua vé thì mình sẽ quay vòng vòng ở bên ngoài cho mọi người xem nha. Đây là mấy con công nè, nó đang xè cánh nè mọi người ơi. Đây là con công đang xè cánh nè, thấy không đó. Đẹp không? Giờ là mấy con luôn á, thôi mình đi tiếp đi. Tại vì ở bên này nó còn rất là nhiều con nữa. Hôm nay là Bảo Phát ngày mùng 2 tháng 5 năm 2022, Bảo Phát đang có mặt tại khu du lịch Đại Nam.
hôm nay đến chủ yếu là đến để mà đi chơi vài ngày lễ mọi người. Anh em mà hôm nay mà mua bán đất thì hôm nay là Bảo Phát xin hẹn ngày khác nha. Hôm nay Bảo Phát đi chơi rồi. Nên là anh em nào mà có nhắn tin gọi điện mua bán đất thì cho Bảo Phát giờ ngày nha. Đó đây là những con công nè. À chỉ có những con vịt nữa kìa. Vịt nè, có vịt nữa kìa. Vịt chơi rồi. Có vịt nữa. Này dẫn mấy đứa nhỏ nó đi chơi nè. Bên này là khu gì đây? À khu nai hả? Những con nai. À bên này là khu nai. Nó làm những cái hồ này là để cho nai nó không băng qua sông nè. Thì mình cho mọi người zoom lại con nai cho mọi người xem nai nha. Đây nai đây, nai bự, nai nhỏ, nai con, nai to vừa quá trời nai luôn. Mà có cả gà con nữa nè. Và những chú gà con nè. Đấy, những chú gà con. Rồi mình sẽ đi qua chỗ khác thôi. Thì bên này là trong này nó có nhiều cái cây nó mát lắm. Mà trời thì chứ hôm nay là trời sắp chuyển mưa rồi đó mọi người ạ. Có vẻ như là trời đang chuyển mưa cho nên là bất ổn rồi đó. Là đây có những cái chiếc xe để chụp hình lưu niệm nè. Có chỗ kia nó đang có con công á, đang xè cái cánh xè đuôi ra kìa. Xè cái đuôi màu trắng. Đó đang xè đuôi ra, rất đẹp không? Đó là những con thường thường là những con đực á nè, con coi trên đây nè. Thường thường là những con đực này nó sẽ xè cánh ra như này nè, đó. Thấy không? Nó xè cánh ra đó. Đây mình zoom lên xa cho nên bị bể á. Rồi. Khi mà có người lại là hết xe cánh rồi. À, có vẻ như là em My là đi mệt quá rồi, khờ khạo rồi. Mơ mặt bơ phờ đuối rồi. Đuối rồi. Đâu có đi nổi nữa. Mà bây giờ mình sẽ đi vào bên khu nuôi thú. À, có một cái khu nuôi thú. Mà sao khu nuôi thú nghe thúi vậy? Nghe thúi thúi vậy? Đây là cái khu nuôi thú nè mọi người. Đó. Mình sẽ đi vào bên trong này nha. Đây là khu nuôi thú. À, mình sẽ đi vào trong này xem coi có trong này có những cái gì đây. Ở đây có rất là nhiều hướng, không biết đi hướng nào hết á. À đây là những con công con gì nữa nè. Bên này là những con cá sấu nè. Đây là những con cá sấu. Cá sấu này nó còn đúng rồi, cá sấu này ăn thịt không à. Đây là những con cá sấu nè. Mà sao cá sấu này cá sấu con? Tí đi ra hồ cá sấu lớn nha, cá hồ cá sấu là hồ cá sấu con. Nhìn giống như nó còn ngủ vậy. Thôi đi đi đi, những con cá sấu con á. Nhìn nó giống như cục đất không nè. Chị Mai nhìn nó giống cục đất không nè đấy. Không. Nhưng mà ý là hai con đang chồng lên nhau. Nhưng mà nhìn nó hiền nhỉ. À. Đây là con nhím. Đây là con nhím. Nhím ơi. Quá trời nhím luôn ha. Đây là những con nhím. Nhím nó ở trong hang vậy hả? Nhím ơi. Nó cách âm mà nó không nghe đâu. À những con dơi kìa. Dơi kìa. Thấy dơi không? Đó dơi nó đang đu ở trên bên kia đó nè, những con dơi nè, đó. Nó đu ghê không đó, nó đang cử động. Rơi. À này là con đon. Con đon là con gì mình không biết, con đon là con gì nữa. Con đon. Nè, con đon này nè, nhìn với mấy con nhím á. Nhìn với mấy con nhím có bảng tên nè đó. Bên này có một con trăng nè, đang nuôi một con trăng nè.
Đây là con trăn đây, rồi có con trăn. Đây là em chồn. Em chồn đây, đấy em chồn này. Anh đang ngủ rồi nè. À thêm đây là một con trăn nữa nè nha. Để mình đụng tay vô nó nha. Mình 1 2 3 mình đụng tay vô nè, đụng tay vô con trăn nha, đụng nha. Đụng tay. Ô oh, đụng tay vô con trăn. Đó, đụng. Vậy mày, vậy mày, vậy, vậy, vậy đụng. Vậy, 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 vậy. Cắn đi, cắn tay tao đi, cắn tay tao đi. Đây là con trùng đất. Đây là con trùng đất nè, đó. Để mình zoom lại. Rồi, đây là con trùng đất nè. Đây là thấy con trùng đất rồi. Một em rùa nữa nha. Đây là em rùa. Hai em rùa, ba em rùa, bốn em rùa, năm em rùa. Có rất là nhiều em rùa luôn. Đây, rùa đây. Rùa đang bò lủng ngủng này. Tiếp tục bên này là con gì đây? Chị Mai, hai con luôn kìa. Hai con bự luôn kìa, đó. Hai con bự luôn kìa. Đấy, hai con bé ú luôn kìa. Hai con này béo luôn nè. Hai này hai con. Ủa bé ú luôn, hai con này bé ú luôn á. Ui trời ơi, nó mập kìa. Ui trời ơi, to thế. Trời ơi. Cọp nó ở hang đá ta. Đúng rồi, cọp nó hang cơ mà. Sao mà nó trốn á? Niếm kìa. Đây kìa. Nó đi lại kìa. Đi nhẹ nhàng quá, con mồi nó không thấy được nó. Nó đi về con mồi không thấy được nó. Nó thấy người mình là giống như là thức ăn của nó. Hồi nhìn cái răng nó móc vô tới đâu rồi chảy đúng không? Ăn thịt. Ăn thịt chứ ăn gì? Ăn thịt bò. Thì bây giờ có chứ, nhiều khi ăn mấy cái chỗ mà thịt rẻ, thịt đồ đó phải mua chứ ra chợ đó. Hoặc là những mà mẻ đó. Rồi thịt chết cùng đấy là thịt bò đó. Rồi tiếp tục đi chỗ khác thôi. Im đi nha. Có bực mình lên rồi đó. Cái chỗ này nãy bên này là có mình đi chưa? Này mấy con nai này em đi rồi đúng không? Đây con hổ con nè. Hổ con. Cái này sư tử nè, con gì? Con sư tử nè, đúng rồi, sư tử nè. Sư tử nè. Đây là con sư tử nè. Con này là con gì? Sư tử. Sư tử. Bên này không biết là con gì đây. Bên này là con gì nhờ? Thấy tâm kính không à? Chắc chắn hay gì? Đâu hổ đâu? Chết à? Đúng rồi, con hổ đấy, đúng rồi. Hổ giả đâu? Kìa, thật kìa. Hổ, đúng rồi. Nó đang... Đây này, đây này, nó này, đây, nó đang ngủ nè. Nhìn nó giống chết á. Đấy, đây mà chị Mai nè, nó ngủ, ôi dồi, ngủ à. Ôi dồi, nó ngủ à. Ôi dồi, anh ngủ mà nhìn à. Đó là con hổ rồi, bây giờ đi qua sư tử đi. Chị Mai, sư tử nè. Đây, sư tử đây. Sư tử. À, bên kia là gì? Bên kia là con hổ vàng. Kia là bạch hổ này. Con đó là hổ trắng. Này, giống như kiểu con mèo là buồn ngủ à. Cái gì đâu mà hỏi. Con nào? Đó, con sư tử đó, đó con hổ đó. Nằm mấy kiểu gì mà. Thấy không? Đâu vậy? Để em zoom lại coi, coi ngủ đi. Đây mày hả mày. Đây nó thấy cái đầu nữa rồi đấy. Đây, em zoom rất là rõ này, đấy. Chị Mai nhìn cái điện thoại em nè, rõ băng này, đấy. Thấy không? Đấy, lắc đầu à. Lắc cái đầu à. Đây con cọp đây. Phải qua một cái tấm kính nữa nè. Nhìn mặt nó buồn nhờ. Anh đang đói á, biết sao nó buồn, anh đang đói á. Đang đói nó sẹp lép cái bụng kìa. Nhìn nó ốm nha. Mã to ghê á. Tiếp tục bên này là con gì đây? Chị Mai, hai con luôn kìa. Hai con bự luôn kìa, đó. Hai con bự luôn kìa.
Đấy, hai con béo ú luôn à. Hai con này béo luôn này. Hai này hai con. Ủa béo ú luôn, hai con này béo ú luôn á. Ui trời ơi, nó mập kìa. Ui trời ơi, to thế. Trước làm cái hàng này, làm các cái hàng này thành đá thì nhá. Trời ơi. Cọp nó ở hang đá à ta? Đúng rồi, cọp nó hang cơ mà. Sao mà nó trốn á? Niếm rồi. Đây kìa, nó đi lại kìa. Đi nhìn thấy nó yếu yếu quá hả? Đi nhẹ nhàng quá, con mồi nó không thấy được nó. Nó đi về con mồi không thấy được nó. Nó thấy người mà là giống như là thức ăn của nó. Hồi nhìn cái răng nó móc vô tới đâu rồi chảy đúng không? Ăn thịt chứ ăn gì? Cái thịt mà. Ăn thịt bò. Thế thì ai thì bây giờ có chứ, nhiều khi ăn mấy cái chỗ mà thịt rẻ, thịt đồ đó phải mua chứ ra chợ á, hoặc là những lò mổ á, rồi thịt chết cùng đấy, thịt bò á. Rồi tiếp tục đi chỗ khác thôi. Im đi nha. Có bực mình lên rồi đấy. Cái chỗ này nãy bên này là có mình đi chưa? Này cái mấy con nai này em đi rồi đúng không? Đây con hổ con nè. Hổ con. Này sư tử nè, con gì? Con sư tử nè, đúng rồi, sư tử nè. Sư tử nè. Đây là con sư tử nè. Con này là con gì? Sư tử. Sư tử. Mình là những con voi nè. À, con voi. Hai con, gồm có hai con voi á, được hai con. Bên kia là có những con chó nữa nè. À, bên này để mình đi qua đây là có những con chó. Ai này con gấu chứ hả? Này con, đây con gấu nè. Đó. Nó đang ăn bánh mì. Nó gật đầu để nó xin rồi. Ê mấy em ơi. Để nó ăn hết cho nó lại gần tiếp cho mình xem. Thì cái lông nó nhìn đẹp ha. Cái lông nó nhìn mượt. Cái lông nó nhìn mượt thiệt chứ. Qua đây. Con này con gì? Gấu chó. Gấu chó hả? Ô, nó ăn là nó đâu có gật nữa đâu. À nó ra ăn nốt miếng kia, nó đang bơi. Ờ. Gấu chó. Đúng rồi, bắt đầu xem nó lại gật nữa này. Đúng qua ra đầu nó giống con chó thật. Gấu chó hả? Xem cái bà này bà lại gật nữa đấy. Rồi gật đi. Đó. Lại xin đấy, nó xin này. Nó xin đấy. Ồ nó xin ha. Nó gật đầu đi, nó xin này. Ờ nó xin, nó gật đầu nó xin. Nó gật đầu nó xin nè, tội nghiệp không? Nó gật đầu nó xin ăn này. Nó gật đầu nó xin nè. Nó cho nó làm gì mà. Cái lông này không ướt á ha, không ướt người nó được ha. Nước không ướt được nó. Ướt chứ không ướt. Không ướt được nó đâu. Lấy tay vớt lên kìa, đấy. Ăn rồi. Ăn xong rồi lại gật tiếp. Ồ chết, cái bạn này gật máy mình chả được. Rồi, cái bạn kia gật rồi kìa. Bạn kia gật rồi kìa. Ôi giời, đứng hai chân luôn rồi. Đứng hai chân luôn rồi. Xin thương nữa kìa. Ôi thương kìa. Mấy con cá dưới nữa kìa. Ồ nó gật à, hồi nó gật thương ghê không kìa.
Vinh. Nó gật đầu nó xin ăn kìa, thương ghê không? Ồ, nó gật đầu xin ăn kìa đó. Ồ, thương ghê không? Đúng thương nước mát hả? Không, nó gật đầu xin ăn, nó đi gật đầu xin ăn á. Cứ thải vô nó ăn mà cho nó hết. Gật đầu xin ăn á. Đấy, đó. Nó gật đầu xin ăn mà. Đó, nó ăn. Ăn xong bây giờ gật nữa nè. Tội nghiệp không? Cá bu xung quanh ảnh luôn kìa. Đó, gật nữa rồi đó. Thì biết sao cái bụng nó bự mà. Nó to mà. Ờ. Đó. Rồi, nó nhìn thấy chị Mai đi đâu nó đi đó luôn kìa. Chị Mai đi đâu nó đi đó kìa. Nó bơi theo. Ồ, chị Mai đi đâu nó đi đó thiệt luôn rồi. Cái lồng không ướt được nó. Nó đứng lên nó vũ phát hết trơn. Nhìn đây không ướt được nó. Mát không? Không, cái lồng không bám vô được da, thấy không? Tức là cái nước không bám vô được. Ra từ đây luôn nè. Đó, nó bơi kìa, nó bơi kìa. Ở nó bơi kìa. Ở nó bơi kìa. Nó không đứng được, nó không đứng được, cao quá. Nó đứng sâu quá nó không đứng được. Sâu quá nó không đứng được. Sâu quá nó không đứng được. Không, nhưng mà cái này sâu quá, ra đây sâu quá không đứng được. Sâu quá không đứng được. Lấy cái chân dơ lên nè, đó. Đó. Sao không cho con kia? Đó là gật đầu nữa rồi. Ờ. Nó không ăn động vật. Không ăn cá. Con kia là cái con kia con cái. Mấy con này giờ hiếm lắm rồi. Mấy con này giờ là động vật sinh tồn này giờ hiếm lắm rồi. Đây nó ghi gấu gì, gấu chó chứ. Gấu chó. Ờ, con ngựa. Con ngựa hả? Con ngựa. Con ngựa. Hồi nãy con sư tử bên kia nó gầm ghê không? Nó gầm cái là... Ồ, nó nhìn... Ồ, nó gầm sùm luôn. Rồi, đi coi chỗ khác đi. Leo lên coi, leo lên cái dù coi. Mập ghê không? Leo lên cái dù đi. Nó lên nó vụ nắng á chị. Lên vụ nắng á. Mập quá đi lắc không nổi luôn. Đi đi chỗ khác đi. Đi đi. Cái thằng này cái nón mày đội trên đầu. Đi thôi. Cả con bỏ đâu rồi, mất cái nón rồi. Giờ đầu không nhớ được ai. Bên này có con gì đây? À bên này có những con nai, bên này thì nai thôi, bên đây có mấy con gấu á nè. À hai con bên này cũng ú nu luôn, hai con bên này. Ôi trời ơi kìa, ôi trời ơi, bên này là hai con nữa rồi. Trời ơi, anh nằm kìa, thả ngửa luôn kìa. Con nó ngồi nhiều quá, tụi hiệp lắm rồi. Hai ngửa rồi. Hai ngửa. Anh nằm hai ngửa đã không? Có cái con kia trèo lên kia nằm luôn. Ừ, con kia nó trèo lên kia luôn ha. Ừ. Con kia nó leo lên tới tận kia luôn kìa. Leo lên tận đây luôn. Giờ đây. Giờ đây coi nào. Giờ đây. Giờ đây. Giờ đây. Giờ đây. Nhìn anh mệt mỏi à. Có vẻ như mệt mỏi á. Nó bị bẹo phi rồi. Bị mệt mỏi rồi. Thấy nó mệt quá. Nó béo quá.
Đây là những cái con ngựa vằn nè, đó. Rất là nhiều con. Bên kia có những con ngựa rừng nữa cũng có nữa. Ngựa hoang dã cũng có. Còn bên này thì có những con nai hươu cao cổ. Giờ mình đi lên xem hươu cao cổ nha. Xem thử những con hươu cao cổ trên này nè. Mở ra mẹ. Mệt rồi hả? Đi lên lên xem hươu cao cổ nè. Đi lên lột lần lên xem đi ra luôn. Trên này có những con hươu cao cổ nè, đi lên cầu thang. Không biết sao chứ mình đi thấy mệt quá, bà Hằng mà đi hết cái nổi vô đi cái này bắt đi nổi không nữa. Bị nổi chắc bà đi không nổi đâu nha. Đi con, qua đây. Đâu rồi những em hươu cao cổ đâu ta? Đây đây những em hươu cao cổ đây rồi. Đây là những em hươu cao cổ đây. À thấy rồi. Những em hươu cao cổ đây rồi. Đây là những em hươu cao cổ nè. Những bạn hươu cao cổ. Những bạn hươu cao cổ đang ăn gì đây? Ồ nó chạy kìa. Ồ nó chạy kìa. Nhưng mà chạy kiểu gì chạy mà vẫn bị mấy con hổ nó vạch cho nhỉ? Nó cao vậy mà vẫn bị mấy con hổ nó vạch cho. Mấy con hổ thấy cái câu trong video mấy con hổ nó bám chân đù. Nó cắn vào cái chân. Nó cắn chân nó bám đù tùm lum á. Thực sự con này nó cao nó nhiều mà. Động vật ăn lá mà. Ăn lá mà. Không thịt được. Thôi là con người ăn thịt hết. Con điện đó không có dám ra đâu. Nước của con này nó chạy. Bên này có những con nai. Mày lấy nón đội. Con khỉ nè. Con nai. Có khỉ có nai luôn. Con vứt xem nó xuống nước liền. Cái này đừng đừng. Này. Nó không có độ cao. Nó bẻ ra. Năm đôi anh ơi. Mày mà kéo tay á. Mày mà kéo tay mà chụp được là tao cũng phục mày luôn. Này chụp nha. Tao tặng mày nè, đây. Nhìn đây, nhìn thẳng mặt tao này. Ê. Nhìn thẳng mặt tao này. Đây. Nó đang nhìn đó. Chụp đó. Mày chụp kém quá. Mày lại nha. Lại nha. Này con kia, con dưới này. Rồi, con kia lụm. Con này lụm rồi. Này, ơi. À nó lụm bánh mì rồi, thấy bánh mì rồi. Thấy bánh mì rồi. Yên nó xuống nó lụm. Rồi. Adu. Con này không được gì phải quay lại kìa. Này, ôi. Rồi nay lại lục. Này con. Này. Yếu quá rồi. Thôi. Lại nữa mày. Đưa bảo nó. Được. Tay nó cầm được. Cái to hơn. Em sợ tay nó cầm không cầm thân bằng như vậy. Xác suất nó xuống nước là dễ bị chết lắm. Sợ nó xuống nước luôn. Thì bảo nó ném không tìm thằng bơi. Đấy xác luôn rồi đấy. Nhưng quăng vô người. Đấy nó chỉ ngắm thôi. Cứ quăng xuống đất, quăng xuống đất. 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 Quăng xuống không trúng luôn. Rồi hiu lại ăn. Nó trộn. Đừng gọi nó, tội nó. Thôi, đừng ném. Không ngay tay mà không chụp. Thấy không ngay tay mà không có chụp đâu. Anh đừng con dưa leo nữa. Đây. Đây. Rồi. Nó mà chụp không được là xuống nước à. Cá ăn rồi. Rồi mấy giờ nuôi cá luôn. Cá gà. Đây cá chép, Ngán rồi, không chụp được nữa là ngán rồi. Không chụp nữa. Nhưng mà phải ăn. Ôi. Này. Mất kèo rồi. Đấy, này. Nhìn thấy nhưng mà để coi ăn. Ăn luôn. Nó bình thấy không ai thường cơ. Con đi. Mày không được cái gì hết chắn đồ. Kìa cá ăn. Con khỉ này. Nó. Chụp. Đu. Đồ con đen chụp dính kìa. Đồ này cái lực cái tôi tốt. Không con đen. Anh đen à. Anh chạy mất luôn, anh dành ăn chạy mất tiêu luôn kìa.
Anh chụp cái chạy. Con này thì thôi xuống đây này. Con ôi dồi ôi, con này á. Đang đứng giữ. Ủa có cái dành ra, dành ra, dành ra. Đây, cho tao dưới, cho tao dưới, cho tao dưới. Dành hả? Xăm xin đây. Xin. Kìa. Ông bà này chán thật kìa. Con này nó không chụp được. Đồ, mới ăn mình luôn, ăn mình luôn. Ăn mình này kìa. Ăn mình luôn, để cho luôn. Nắng quá nó, con này đi thôi. Thôi đi, đi, đi. Đây. Con này thích. Hello. Con bà này bà cũng lười nè. Không nhìn mấy em khỉ đỡ chán nha. Con chụp phải nha. Cái con đen chụp thì được. Thế đừng nói đây là xong rồi nó đu tiếp nha. Má cũng chịu chụp lắm mà chụp không trúng. Ờ nó chịu chụp lắm á. À, em đen chụp phát trúng liền cho trời hay thiệt chứ. Em ơi, không quan quan không tới đâu. Con mạnh lên. Con đó thì nai sợ lụm. Không không, nó xuống nó nhìn nai lụm kìa con. Không, nhưng mà con khỉ đang xuống. Này này, này nhìn con khỉ xuống. Xuống này. Xuống, có ai xuống trước? 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 Nhanh nhanh nhanh. Rồi rồi rồi, mất kèo, mất kèo. Đây. Ôi trời ơi. Rồi rồi. Cả, cả, cả. Em vứt qua bên này nè. Em quăng kêu đấy sao mà lấy được. Vứt lật qua bên này nè. Đó. Rồi nó qua đây đu xuống nhanh. Ôi. Đó, đi xuống, rồi xuống đi, xuống đi. Hai chân xuống. Hai xuống. Hai rồi ăn lấy lợn đây là lấy nè, lấy nè. Nó không sợ con kia. Lấy mày ngay. Lấy nó còn tham mà lấy luôn quả kia nữa. Anh đã ăn máu. Ôi trời, nhảy nhẹ nhờ. Cái con này nè, cái con này là cái con đúng rồi đây. Lưng. Lưng ngựa. Vứt đi ra đây. Đó, ngay cái tay mà chụp còn không dính nữa. Mà cứ thò cái mặt ra để ngó. Thôi cái ngó cái tội lắm nhưng mà. Anh coi anh ơi, kỹ dấu đen nè. Kỹ kỹ. Nhảy, nhảy xuống, nhảy, 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 xuống, nhảy rồi, nhảy. Ờ, nó sợ chứ. Nhảy, 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 nhảy. Vừa vào á. Nhảy cái gì á? Nhảy rồi. Sợ, sợ. Nhảy. Nhảy, tìm miếng nữa kìa, tìm miếng nữa. Đi, đi. Mà ăn hết đó. Nó bốc kìa, nó bốc ngon nhờ. Nó càng rớt quá. Nhón nhưng mà nhanh thế. Con này nó đón được đâu mà. Chụp. Mà cái tay của nó đón nhiệt tình nữa. Ờ, chắc nó không muốn đi. Kệ nó đi. Không, nó muốn nhưng mà nó không bắt được. Không bắt được thì đi xuống đất lầm mẹ nó đi. Còn mình trên đó mà cứ thọc cái tay ra. Con kia ghê nhờ. Đến bà đen này, đến bà đen này. Bà đen này, bà đen này. Bà đen. Bà đen. Rồi thấy rồi, nhảy xuống nè. Thấy rồi nhưng nhảy mà nó, nhảy nó no rồi. Nhảy đi. No con là nó được. À con kia xuống à. Ê bà này. Bà này không ăn rồi thiếm này. Bà này ăn được này bảo ơi. Xuống xuống. Để coi anh áo đen xuống chắc luôn. Con đen xuống à. Nó đang nhòm, nó đứng ở trên nó nhìn. Nhìn mà nó không thấy. Rồi anh này chịu xuống rồi, anh này chịu xuống rồi. Cái này như anh chưa không nhìn thấy sao ấy. Thấy rồi. Nó thấy rồi. Nó thấy rồi đó mà tại nó chưa xuống á. Nó thấy rồi đó mà tại nó chưa xuống á. À, có những cái trò chơi bắn cung nè. Bắn cung trúng thưởng nè. Vô xem coi những cây cung như thế nào. À bắn cung là bắn vô những cái bảng như thế này đó hả? Trò chơi bắn cung. À bắn vô những cái bảng này. Trò chơi bắn cung là bắn vô những cái bảng như thế này. À bắn vô xem cho được 10 điểm. Chị bắn được không?
Chị bắt được 10 điểm rồi à? Ôi chị bắn hay quá. Bắn được 10 điểm luôn á. Ôi à, tôi sợ đây Nam đã đi mỏi chân quá rồi. Mỏi lắm rồi đó. Đây lối ra nè. Đây rồi, lối ra đây rồi. Chắc đi vệ sinh xong ra luôn chứ hả? Ừ thôi đi ra ngoài đi. Nãy là mình ăn sáng, ăn trưa rồi. Bây giờ mình nghỉ ngơi xong, bây giờ mình tiếp tục là mình tiếp tục cái cuộc hành trình là tham quan toàn bộ cái di cảnh của khu vực Đại Nam nha. Đây là 18 tầng địa ngục nè. À, giá vé là người lớn là 50.000 nè và trẻ em là 30.000. Đấy. Rồi có vô không nè? À, vô địa ngục cho mẹ, vô địa ngục mẹ có sợ không? Mẹ có sợ địa ngục không? À, bây giờ mình sẽ mua vé nha mọi người. Mua vé để đi 18 tầng địa ngục nè. À, bán vé bên này. Bây giờ mình sẽ mua vé nha. Mua vé xong rồi mình mới vào được nha mọi người. Mình gia đình mình đi 8 người nè. 8 người là ta. 8 người 8 vé. Rồi. Rồi khi mà mình mua vé xong là mình sẽ đi đi vào. Đây là khu vực đi vào thầm địa ngục đây. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào nhé. Rồi bây giờ mình sẽ đi vô 18 tầng địa ngục nha. Thì trong này nó không để là cấm hút thuốc nè và những cái quy định khác đó. Đây là 18 tầng địa ngục nha. Cấm quay phim nè. Ở đây nó để là cấm quay phim chụp hình. Cho nên là mình tuân thủ nội quy, mình không quay phim chụp hình trong này nha mọi người. Rồi, xin chào mọi người.